Trung tâm Dự báo Khí tượng Nhật Bản và các đài khí tượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngày 30 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão Coinu. Sáng nay, ngày 1 tháng 10, bão Coinu hoạt động ở tọa độ khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 129,5 độ Kinh Đông, di chuyển với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Đến chiều ngày 1 tháng 10, tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc và 128,8 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Từ ngày 3 tháng 10, bão Coinu được dự báo là rất mạnh và có thể đi vào khu vực Bắc Biển Đông sau vài ngày nữa. Các đài khí tượng quốc tế nhận định, bão Coinu di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc nên sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, bão sẽ đi vào khu vực Bắc Biển Đông sau vài ngày nữa, trở thành cơn bão số 4 năm 2023.